Mình đã đến với mọi người rồi. Mình đã đến với mọi người rồi đây. Hello. Mọi người hãy nhớ đến 1005 Trần Xuân Soạn, quận 7. Bánh tráng trộn Diva Cafe nha mọi người. Diva Cafe nha mọi người. Nhớ tới ủng hộ nha. Em là gì của chị Cathy? Em là con gái Út của Cathy. Con gái Út mà. Con gái Út năm nay bao nhiêu tuổi? Con gái Út Cathy năm nay 17 tuổi. Ồ, còn trẻ quá ta. Con gái Út ở đâu vậy? Ở bên Hóc Môn. Ủa sao vậy hả? Con gái Út của Cathy làm nghề là ca sĩ. Ca sĩ hát ở đâu? Ở dưới đó. Hát lâu chưa? Dạ. Hát được mấy năm rồi? Này mấy năm. Mấy năm rồi hả? Hát ở đâu vậy? Hát show á. Hát show. Hát quận này quận kia nữa. Hát vài bài cho khán giả nghe được không? Đi qua bên đường kìa, đi qua câu bên đường hát, qua bên đường hát kìa. Một câu thôi. Đây, đứng xa xa nè. Anh chán rồi mọi người ơi. Mọi người nha, đi ăn cái, lấy em quay lại nha. Bye bye. Bye bye. À, chị không biết từ như từ 30 tới 35 là cao lắm rồi. Đừng nhìn bự. Rồi, lấy nữa, lấy đây 5-10 cái cho em đi. Đi chút xíu nha. Ủa này quán này là sẵn. À đúng rồi. Rồi cứ lấy đó 5 bịch giùm em đi. Thôi mình bỏ vô à. Trời ok. Đây là 2 bịch của em nè. Sẵn đây lấy gì? Để kiếm to nhiều món không ăn á thì con sẵn cho Cathy. Rồi, Cathy không có trộn được á. Phải chưa hồi đó mà cảm ơn nhiều nghe. Ngày nào ba mẹ em cũng coi chị. Ủa vậy hả? Khi ba mẹ em qua ít ít nở ít á đánh coi chị nghe không? À, chị có đóng phim mai cho đó. Cảm ơn em. Không cảm giùm, mình không ngồi trộn cho nên mình không biết ai ăn gì ăn gì. Mình đổ vô như mình sống. Mua giùm mua giùm là các y. Còn ông cũng phải mua, chứ qua đây không mua tình nguyện không? Rồi mấy bịch nè, thấy xếp không? Còn hồi đó còn hôm bữa có á. Mà bây giờ mình đâu có đẩy xe ra đâu, mình đâu có đâu. Mình biết ai mua. À, 5 bánh em. Dạ rồi. Ủa, chị trộn hết rồi hả? Trộn sẵn hết rồi, mình chỉ bỏ nước tắc vô rồi. Rồi của mình mà, đơn đi đâu hả? Của mình đơn đi đâu nè? Ủa, mua hả? Ủa, tự tưởng nhận đơn chứ. Còn một bịch trộn 30, phải không? 30. Nhưng quen biết thôi, chị lấy 250. Dạ không chị cứ lấy đi, nó đủ phần của nó, yên tâm đi. Bây giờ tụi em lên phần rồi của mình 30 cho các thi nhận 30 không, đi qua đi lại 2-3 lần chỉ cho nó tội nghiệp không sửa. Cảm ơn nhiều không. Trời ơi nè anh hả má, nó cái vú tôi bự hơn hai vú bà nữa. Cảm ơn. Rồi bây giờ muốn bịch 5-6 ngàn cũng được. Đây là bịch của anh này, cho qua một bịch bự giùm em. Cái bịch bự anh ơi. Ơi, đây là cái bịch nhỏ, đây cái bịch nhỏ. Bự kêu lấy bịch đựng hàng bự. Không sao đâu, để một lấy cái ba cái hai bự được. Ờ lấy nó một lấy ba bịch nữa ha. Lấy bốn bịch ta. Nửa phần bự vậy bự. Ờ. Lấy bịch đó nữa. Rồi bây giờ của anh này là bao nhiêu phần nè? Em này hiếu 5 phần nè, 5 phần nè, một bịch nữa hả? Rồi có hiếu nữa. Nó bịch nhỏ quá. Ok không sao đâu. Đây để Cathy đi đựng cho. Rồi về nhà lựa giùm cho Cathy nha, một kiếm đá bể giùm nha. Rồi bây giờ á, tại sao không bán muối riêng?
nhận hàng đây không? Không. Có đơn hàng đặt nay 15 năm mà chưa có nữa. Của mình hai bịch phải không? Một bịch. Một bịch, ok. Mấy bịch em? Không có. Kêu hoài thì đâu ta mua hoài má không? Trời. Không lo giờ ta. Đây. Một phần trứng. Vậy là ta qua chặn lấy hũ muối cho em được không? Hả? Ta em qua, lấy ok ok dặn dùm các mấy hổ để cho bà biết để bây giờ để nhắn tin cho bà lên xuống hoài mà chưa giao được cho người ta vậy cuối cùng ai là người lên đơn chị ơi nó mới kêu lên tại sao kêu em mà tự nhiên em kêu cái chân nếu mà kêu cái chân thì chị đã kêu rồi được rồi tại vì bà lên đơn nó sẽ rẻ hơn người ta để xíu người ta không thấy mà từ giờ nói nó là đơn chưa có lên luôn nè lên là mấy chục đơn trong đây nè chưa mấy chục đơn mà cái mấy thằng kia chưa qua luôn. Ồ, để nãy giờ chưa qua nè. Trời ơi, nó đập đá, nó xả, nó gì cho nó chết hết đi. Em thằng Bông đem ra bịch. Hai bịch cho giao, thôi bán cho người ta luôn rồi. Tôi bán cho người ta luôn rồi. Bây giờ lấy hai bịch ra. Nghe, có 10 ngàn cho các thầy xin mời 10 ngàn đi. Ý, đúng rồi, đứa 50 đúng không? Trời ơi, đứa 50 nó là 20. Trời ơi. Tôi phải mang cái đồ này, cái đồ này rớt rồi. Bây giờ nghe. Bây giờ. Để vô lấy xe mà em phải bịch vô mà. Không vậy đây có rồi. Cảm ơn nha. Có cảm giùm cái sự việc gấp rút này nha. Mình đậu táp vô đừng đứng ở ngoài. Mình quay mình táp vô mọi người. Mình đã lính tuyến rồi đã mình người ta không cho mình bán rồi mình còn đứng đó. Tôi muốn nó đuổi luôn á, không to cho rồi lúc đó muốn gây lộn hay là cái gì cũng không được. Này, bịch thự nè, thấy không? Thấy một mớ bịch thự vậy này. Lầu ghê á, bán thì chăng bán đồ lậu vậy đó. Thì chăng bán đồ sida, đồ lậu nha đứa đi. Chưa tôi hỏi phải đơn hàng không là không không phải trời tôi tức ghê vậy đó đây, để tôi hỏi mấy lần rồi có lên đơn hàng không không phải tôi la làm quá hết trường rồi nha không phải tôi thấy cậu gàng không còn không lấy còn không lấy cậu găm luôn phải lấy cậu găm chứ tôi về nó mình lựa nha nó mình lựa cái này 30 giá rồi phải không? Qua dịch đi tôi hạ xuống cho hiểu không? Nhiều cũng được. Nhiều cũng được. Thương là được phải không? Thương mấy núi cũng chèo mấy sông cũng lội mấy chiếc quạt cũng qua. Cười khóc vậy. Cái luôn hồi nãy á. Nữa không? Mới vừa kéo cái khẩu trang xuống uống nước, công an chạy lên phạt 200 ngàn. Làm gì? Không đeo khẩu trang. Mới vừa kéo xuống nước. Nói vậy đó. Em lên cấp thị. Không phải đâu. Thôi được rồi. Đi ăn đi ông nội ơi đi về đi. Có. Chị bán cái gì? Chị bán đi ôm gì đó. Bán gì đấy nghe hỏi mua về em trái được luôn. Đó. Không phải không nghe. Không
rồi anh đi về giùm em nha. Không, bây giờ mình muốn lấy bịch nè. Đó mà vòng qua vòng qua. Đó. Không sao đi cũng có bóp bậy bóp bạ đâu. Chị ra mấy bịch nè, mấy bịch nè. Một bịch đó chị. Một bịch ok. Ủa, sao không, không, bữa nay nó không cho bán nè. Trời không cho bán này, có tuần lễ nay rồi. Dạ. Không cảm giùm chị đi, thương. Nhiêu vậy chị? Ha, à, bịch người ta bây giờ chỉ bán rẻ lắm, 30 ngàn hà. 30 ngàn hả? 30 ngàn hà, mà chúng nó có đi, chị lời 4-5, ai lùng chị lời 28 ngàn rồi. Rồi có tặng thêm gì không? Có nhiều nhiều cô bò hả nha. Vô đây chị bóp một cái, chị lặng cho. Đó. Nè, cho chị xin 30 ngàn. Trời ơi, thương tôi không hết. Bà nghĩ sao bà kêu tôi tặng cái gì nữa? Đêm rồi nghe. Ôi, trời. Biết sao nãy giờ kiếm không thấy. Để múc lên kia. Đây nè, tôi nhìn có tấm bảng không để ý á. Mấy người tin mắt hả để ý mày rồi. Mày múc đề cái bảng là phải bán thân á. Bán thân hả? Em ăn chị trước nha. Em ăn đồng loại trước nha. Ủa. Con bà chú ngựa, cảm ơn em nha. Yeah. Hai bà bót hết phải không? Hay là hai bà này tớp phải không? Tớp lường gạt. Có tui như đây sao? Không, nhiều cũng được hết trơn, tôi quặng có nè, tự thôi, nhiên đưa đây, đưa đây. Của tôi vô cuốn lên cổ nữa nè. Cảm ơn nha, bye bye. Đi. Bye bye. Dạ, yeah, cảm ơn.